Xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu thứ tư bóng chuyền trung học cơ sở Nam Hậu Vẽ Phụ Động Tàu Quốc lần thứ 10 khu vực 5 Bến Tre năm 2024 diễn ra giữa hai đội. Bên tay trái và thư ký trong trang phục vàng đen đội lớn từ tỉnh Đồng Tháp, trong trang phục trắng đen đội đến từ tỉnh Cà Mau. Hiện tại các cổ động viên ở khán đài rất đông, khán đài của sân Bến Tre, khán đài rất cao với không. Giải bóng chuyền Hội Khỏe Phù Động Toàn Quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 5 tỉnh Bến Tre tổ chức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 24 tháng 6. Khu vực 5 gồm 13 tỉnh miền Tây: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu và rất nhiều tỉnh bạn khác. Về riêng người bóng cầu lông thì thấy có đội tuyển của Đồng Tháp, đội tuyển của Tiền Giang và đội tuyển của Long An rất mạnh. Đương nhiên là cũng không kém phần đội tuyển của Vĩnh Long. Sáng ngày hôm nay đội tuyển Vĩnh Long rất nhiều cặp đôi được vào vòng trong và đã có huy chương. Vào thi đấu. Và đây là cô gái nhỏ nhắn Gia Như của chúng ta, thuộc trường trung học cơ sở Cái Ngang. Gia Như biệt danh là Ốc Tiêu, được ông thầy Cường trên trường Nguyễn Minh Khiêm đặt cho Ốc Tiêu của thầy, và được một bạn nữ ở bên câu lạc bộ Tiền Giang đặt là Bé Như. Hỏi sao bé, thấy bạn nhỏ xíu à, nói bạn chắc từ lớp 5, lớp 6, còn bạn đó thì bự con hơn, bạn lớp 6, lớp 7, lớp 8, bên kia là Bé Như. Đây là Bé Như nha. Bé Như cũng đã giành được một tấm huy chương đồng về môn cầu lông đồng đội, và cá nhân còn một huy chương nữa nha mọi người, mà không biết huy chương gì. Các bạn hãy đón xem tiếp theo nha. Chuyền tốt là phải do chuyền hai bắt tốt đã, nhưng mà cũng có khả năng là chuyền xấu mà bạn vẫn có thể chuyền tốt. Búng bóng nhẹ nhàng không? Đây là các bài khởi động, chuyền trước chuyền sau, gõ đập thủ điểm. Các bạn hãy bình luận dự đoán coi với sự khởi động như thế này thì đội nào sẽ giành chiến thắng. Đội màu vàng là của Đồng Tháp. Các bạn hãy bình luận xem đội nào sẽ là đội chiến thắng các bạn, và đội tuyển Cà Mau. Các đội này không phải đội tỷ các bạn, mình kêu là đội tỷ thôi. Thật ra các bạn này, các bạn nằm trong cấp trung học cơ sở của tất cả các trường. Những bạn năng khiếu thì chúng ta không được tham gia nha. Vậy Hội Khỏe Toàn Quốc các bạn đang trường năng khiếu thì không được tham gia. Đã năng khiếu rồi thì không tham gia, năng khiếu thì huấn dạy trẻ, dạy của năng khiếu, dạy quốc gia. Còn này mình giải cấp ở trường học thì chỉ là những bạn gia thành phần bán chuyên thôi. Trọng tài hai ông Nguyễn Công Từ và các giám viên cùng ra sân đội đấu số 7 Lê Duy, xin lỗi số 9 Lê Duy, số 10 Tính, số 11 Sơn, số 12 Tấn, libero số 1 Bảo Duy, huấn luyện viên trưởng ông Trần Thanh Phong. Làm phong trào tinh thần vậy đó. Cà Mau số 2 Nhật Phi, số 4 Minh Tậu, số 5 Gia Minh, số 6 Gia Kim, số 9 Hoàng Phi, số 11 Tuấn Kiệt, libero số 10 Điện Bắc, viên trưởng ông Đặng Đạt. Đồng Tháp phát bóng trước, một cú gõ bóng lỏng tay của đội Cà Mau, chắn bóng tốt. Đội Cà Mau 1-0.
không? Điểm tổng tháp 1-0. Đánh bóng ngoài, trọng tài xác định là không chạm tay trắng. 1-0 cho Đồng Tháp. Điều Đồng Tháp 2-1. Điều Cà Mau 2-0. Điều Đồng Tháp 3-2. Chắn đang che phải ra đường phát bóng, người ta bắt bóng một không được á. Mình điểm Đồng Tháp 5-2. Điểm Đồng Tháp 6-3. Điểm 7-3. Hấp nhanh, nhanh mà đội nó một lốc tốt, trắng tốt nữa, đều đố rồi. Điểm 8-3. Điểm Đồng Tháp 9-4. Xin lỗi chị em nói. Khoảng cách khá an toàn cho đội tuyển Đồng Tháp. Một đội tuyển, một đội mà có chủ công. Điểm Đồng Tháp 10-4. Khoảng cách bây giờ đang là 6 điểm. Đồng Tháp dẫn trước Cà Mau 6 điểm. Khoảng cách khá an toàn. Đổi bắn bước 1. Điểm Đồng Tháp 11-4. Cà Mau hội lần thứ nhất trong hệ thống thứ nhất. Một đội tuyển mà là quê hương của Từ Thanh Thượng thì các bạn đã biết rồi đấy. Những đàn anh mà chúng ta đánh tốt thì đương nhiên những đàn em nó sẽ bắt trước và phong trào sẽ phát triển rất tốt. Đó chính là đội tuyển Đồng Tháp. Từ ban đầu qua nó rồi, Từ Thanh Thượng là một tay kiếm rất mạnh trong đội bóng chuyền của đội tuyển Việt Nam. Và đàn em của anh ấy thì quýnh cuộn rất tốt, trắng tốt, bọc lót tốt và nó đánh rất nhanh. Lần này đội tuyển Cà Mau sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn với đội tuyển Đồng Tháp. Hiện tại điểm số đang cách biệt khá xa, 11-1. Điểm Đồng Tháp 12-4. Đồng Tháp bắt bước 1 rất lỗi khiến cho chuyền 2 chuyền cũng rất khó khăn. Nhiều đường chuyền bóng cho điểm trực tiếp bên đội Đồng Tháp. Chuyền bóng lố. Điểm Đồng Tháp 13-4. Bắt bước 1 lỗi. Cà Mau có sự thay đổi. Cà Mau thay vận động viên số 9 ra sân, số 1 vào sân.
Điệp Cà Mau 5-14. Vì người ta phát thì bao nhiêu bị hưởng. Điểm Đồng Tháp 16-6. Khoảng cách quá xa, 10 điểm bây giờ. Đội tuyển Đồng Tháp dẫn trước đội Cà Mau 10 điểm. Đồng Tháp quá mạnh. Điểm Cà Mau 7-16. Bây giờ nó yếu quá. Tại vì nó đang giao chiến thuật là không công mà thủ bị công nhiều hơn. Thank you.
Đồng Tháp dẫn trước Cà Mau khoảng cách rất xa, 12 điểm. Cho không Đồng Tháp. Đồng Tháp cũng không tận dụng được cơ hội ở pha cuối cùng này. Dẫn trước 24-13-14, khoảng cách khá là xa.